Tôi đứng lại. Không giữ này lấy chìa khóa phụ chạy mất này à? Alo, anh đang đâu rồi? Em đang ở trên này xem vụ này đuổi đấy. À,
ở chùa nữa gì. Vâng vâng, anh vào đi, em quay lại luôn đấy. Chết con mặt cả. Các anh là đi không gần à? Không. À, em quay lại đi ra ngoài.